rất tốt, rất hay. Việt Hưng căng ngang, không kịp mang vào để đá bồi. Penalty cho câu lạc bộ Hải Phòng. Một tình huống va chạm xảy ra sau đó và Văn Minh là người đã ngã trong vòng cấm của Sông Lam Nghệ An để mang về một quả penalty cho đội chủ nhà. Một tình huống mà Văn Minh đã va chạm với số 24 Hồ Khắc Lương trong vòng cấm địa. Hoàn toàn xứng đáng một quả penalty. Joseph Mpande đối đầu với Trần Văn Tiến. Joseph Mpande rất chính xác và tỷ số là 2-0 cho câu lạc bộ Hải Phòng. Mpande đã đánh bại thủ môn Trần Văn Tiến rất dễ dàng. Chỉ trong vòng ít phút, các cổ động viên của đội chủ nhà đã hai lần hưởng niềm vui. Rõ ràng là để níu kéo hy vọng vô địch thì Hải Phòng không còn cách nào khác ngoài việc phải giành chiến thắng, giành 3 điểm ở trận đấu ngày hôm nay trước khi nghĩ tới một kết quả thuận lợi cho họ, một kết quả bất ngờ đến ở sân hàng đấy. Mình không được, vẫn là Văn Minh ngang. Tỷ số là 3-0 cho câu lạc bộ Hải Phòng. Một pha bóng mà cần phải dành lời khen đầu tiên cho Văn Minh trước khi dẫn tới bàn thắng của Joseph Mpande. Một cú đúp dành cho tiền đạo mang áo số 7. Hải Phòng đang hướng tới một hiệp đấu tưng bừng. Một hiệp đấu mà rõ ràng là cầu thủ Hải Phòng đã tận dụng rất tốt những cơ hội mình có được, cho dù không phải là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ. Hiệu quả của những pha lên bóng bên phía câu lạc bộ Hải Phòng ở hiệp một trận đấu này là rất cao.